Gần mà năm nay sẽ không được ăn Tết với các bạn. Nhưng mà năm nay thì không có cơ hội đó nữa hết rồi, cả gia đình của con cũng vậy, bằng những công tác vật thì bây giờ mình rất là lo. Thôi bây giờ thì con chỉ mong một bạn sẽ giữ gìn sức khỏe này. Đón Tết nhưng mà mình cũng cẩn thận. Chúng ta đang từng bước qua ngày cuối cùng của năm Tết Canh Tí. Năm với những mưa bão, giờ đây đã trở thành một cầu bắt mọi những nhớ thương trong đêm giao thừa. Tôi đang có mặt tại địa chỉ số 4 Phạm Thiết, Hoàn Kiếm, Hà Tết cùng bố mẹ chồng ở Hà Nội. Và bây giờ đã tín hiệu điện thoại của công ty Phạm Tâm Lan.